Nước đây là nước ổi với lại nước cha passion fruit nha. Mà mình phải quấy lên. Ủa lấy cái gì quấy vậy? Cái gì à? Nè, meal đây là meal. Ủa, nổi quá. Yeah. Ngon. Rồi buổi sáng, ăn sáng ở Hawaii nha. Có trứng này nha, có sausage, có khoai tây chiên, lại có bánh muffin với lại ăn cái gì, ăn thơm. Hấp dẫn sao mọi người nhìn cái cây này, cái cây này quá là bự. Ôi, không có mấy cái dễ sợ chưa. Và cái tay ăn quá là to. Xe bên này chạy quá trời, mình đi bộ tại vì mình muốn đi bộ. Xe bus tới rồi. Mình đi xe bus tới Chinatown nha. Đó, coi nó kia là Kalihi Transit Center. Đúng rồi, đây là One, chứ phải One End. Bắn cầu ha. Đi ra bắn cầu cái này cho. Cầu cái này cho. Ừ. Ủa có xoài, xoài xanh nè. Ui trời trời, xoài xanh đang bóng. Còn bắp nè. Bắp này là 3 đồng. Chỗ bữa là tổng nghiệp quá. 1 đồng 25 một trái. Ủa gần đây đi phí. Ờ. Gần. Đây để coi Chinatown bán gì nha. Wow, bán trái cây nè. Lúc nữa mình qua đây mình được chọn những cái mùi kem mình bỏ vô. Đây có nhiều cái size. Đó.
và đưa lại cho cô. Quanh quá là bánh này bánh mỏng. Lúc mấy lấy bánh ra bánh còn mềm nha. Bánh còn mềm đó. Quan trọng là xong rồi cứ đi được.